Vâng, em tình tiếp tục gửi lời chào đến tất cả các bác đang xem video. Tiếp tục cái chuyên mục nhà sàn bê tông thì hôm nay đội thợ nhà sàn Tây Bắc đã trở lại với một cái mẫu nhà sàn bê tông một gian hai trái có 3 phòng ngủ. Một cái mẫu nhà sàn mà được rất nhiều người ưa chuộng cũng như là nhiều người xây dựng. Và có một gian bếp và 3 phòng ngủ ở phía sau kia. Đó. Có hệ thống mái kia. Hệ thống mái cũng được lực tôn nhá. Đây là cái mẫu nhà sàn thuộc xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Mẫu nhà sàn này thì được đội thợ bên em xây dựng từ năm 2021. Đây là 2 năm rồi. Đó. Tổng diện tích mặt sàn là 135m² nhé các bác. Các bác xem video và nhớ bình luận cái ý kiến của mình về cái mẫu nhà sàn này nhé. Đó, đây là một cái mẫu nhà sàn kể chuyện có đổ mái ở phía trên nhé. Đó, có một cái chi tiết khá là đặc biệt và khác so với mẫu nhà sàn khác là có đổ trần, một ô trần ở chính giữa. Lát nữa em sẽ quay cho các bác tham khảo. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Còn hệ thống cầu thang thì đây. Đây là hệ thống cầu thang xương cá, cũng được sơn giả đá nha các bác. Đó, còn lan can thì hình chữ S, được sơn giả đồng. Và ở phía đằng sau kia cũng có một cầu thang đi lên nữa, cầu thang đi lên bếp. Đó. Ngôi nhà sàn này thì có một cái view rất là đẹp. Đó, hệ thống cửa kính nhôm kính kia. Đó, toàn bộ cũng được lắp ván rong nhá. Hệ thống ván rong của hệ thống mái đó. Đó. Đây là mẫu nhà sàn được kính thay đội thợ nhà sàn Tây Bắc nha. Các bác xem video đừng nhầm lẫn với những đội thợ khác nha. Đó, bạn nào có nhu cầu làm nhà sàn bê tông cứ alo cho em theo số điện thoại trên màn hình để gặp đúng người đúng thợ nhé. Đây hệ thống cầu thang đây. Đó. Hệ thống cầu thang được ốp đá và được sơn giả đá luôn ở phía dưới. Đó. Còn ở về phía gậm sàn thì cũng có một thiết kế là các bác có nhu cầu sử dụng cái kho để bỏ đồ thì các bác xây một cái kho ở phía đằng sau kia để bỏ đồ nhé. Còn ở dưới chân tảng này cũng có lắp đặt hệ thống chân tảng và sơn giả đá luôn. Đó, cực kỳ đẹp. Đó, và đây như em đã chia sẻ trước thì cái một cái chi tiết khá là khác so với những cái ngôi nhà sàn khác. Đây là cái mẫu chuyển đoạn mà được đổ sàn ở cái khu vực chính giữa như khu vực câu đầu. Đây là cái khu vực là đổ sàn để thiết kế một cái trần mây khá là đẹp. Đó, cái con mắt thẩm mỹ của ông nhà chủ là khá là đẹp. Đó, các bác đây cái mẫu này. Đây được sơn chân mây nhá. Đó, khởi công vào 28 tháng 8 đây, năm 2021. Đó, cực kỳ là đẹp luôn. Một chuyển đoạn. Đó, mẫu kể chuyện nha các bác. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đó, từ góc nhìn này thì các bác có thể thấy đây toàn bộ khu vực cầu thang đi lên. Đó, đi lên vào một cái gian nách xong đi vào nhà. Còn ở phía sau này đây là ba phòng ngủ đây. Đó, hệ thống mái cực kỳ là đẹp luôn. Thiết kế là khá là mới lạ. Đó, và tiếp theo thì ở về cái hệ thống mái thì cũng được anh em đội thợ là lắp đặt cái hệ thống mái tôn. Đối với cái hệ thống mái tôn này thì so với hệ thống mái ngói thì chi phí rất là thấp. Chi phí thấp với lại rẻ. Lại phù hợp với những người chưa có điều kiện lắm. Thì đối với một cái ngôi nhà sàn mà hoàn thiện như vậy ở vùng quê Yên Bái thì chỉ có dao động từ khoảng 500 đến 600 triệu thôi nha các bác. Đó. Đó, và đây là toàn bộ cái không gian ở quanh khu vực nhà, còn ở khu vực bếp với lại ở trên nhà thì em xin phép là em sẽ quay ở một cái video tiếp theo. Đó, để xây dựng một cái căn nhà sàn đẹp và tỉ mỉ cũng như là hợp với điều kiện túi tiền mọi người thì các bác cứ nhấc máy lên và alo cho em Tình nhá. Đó, em sẽ tư vấn cũng như là thiết kế và thi công đầy đủ cho các bác. Bác nào xem video thì có thể đăng ký hoặc là bình luận những cái thắc mắc của mình thì em sẽ giải đáp. Đó, các bác trên mọi miền Tổ quốc có nhu cầu làm nhà sàn bê tông cứ alo cho em nhé. Chào các bác. Người đời này người ta nói gì bây giờ đừng quan tâm làm gì hết. Người ta ghét được, người ta chửi vài câu cũng được. Người ta nói xấu vài câu không sao hết, không chết. Chỉ có đói mới chết thôi các bạn. Chứ còn không ai chửi mà chết cả. Không ai nói xấu vài câu mà chết cả. Thế là cắm đầu mà kiếm tiền. Tầm này người đời người ta nói gì kệ người ta.